ok here we go cái hmm. để cho này uh, màn hình này nó này qua đây qua hmm, đây, hmm, hmm. kéo nó nó lên Comparison of adjectives. When you compare two people or things, use the comparative form of the adjective. Lots of comparative adjectives end in e er. When you compare two people or things, khi các em so sánh giữa hai người hoặc là sự phật, use the comparative form of the adjective chúng ta sẽ dùng comparative form chúng ta sẽ dùng cái dạng comparative okay comparative có nghĩa là so sánh okay chúng ta sẽ dùng cái dạng để để uh, cái dạng mà nó gọi là comparative của cái adjective okay lots of comparative adjectives and ER có rất nhiều adjectives nó có tận cùng là chữ er okay and then we look at the first um, look at the first picture we're gonna see a big bug and a small bug okay có một cái con côn trùng bự nè con bò cánh cam ok bự xong rồi có một con nhỏ nè con cánh cam bự nó gọi là nhưng nó so với người mình thì nó là small right a small bug a smaller a okay, smaller bug một cái con côn trùng nó đã nhỏ rồi thì có con côn trùng khác nó nhỏ hơn nữa alright small smaller rồi mình nhìn thấy một uh, người chạy một người tàn tật ngồi trên xe chạy còn nhanh hơn cái người chạy bộ nữa cái người chạy nó đã fast có nghĩa là nhanh right fast and then the other one is faster okay faster Fast and faster. Now look at the light. Okay, we have a single light. The light is bright. Đèn he sáng, right? The light is bright. Nhiều ngọn đèn thì nó brighter, nó sáng hơn. brighter. Okay, bright, brighter. See it? All we need to do is just add er to it, right? Now, if something là rare thì chúng ta gọi là cheap look at the word file okay word file chúng ta có nè cheap cheaper cheap cheaper clear clearer okay clear loud clear có nghĩa là um clear là trong okay clear là trong hơn loud loud là lớn nói mà lớn hơn thì gọi là louder mới thì là new. Have a nice. mới thì mới là còn có mới hơn nữa là làm sao. Okay. Newer it means like more recent. Okay? Khi mình nói cái này newer là nó more recent. Có nghĩa là nó gần đây nhất. Okay? Thí dụ giờ mình mình uh, um, mình có một cái mẫu quần đi ví dụ cái quần short của mình năm nay đi là năm 2014 đấy right? nó, nó mới chưa có ai mặc hết nhưng mà năm sau nó sẽ ra một cái mẫu quần short của năm 2015 nó cũng mới luôn nhưng mà mình sẽ nói là this is a newer fashion okay or uh, model this is a newer model đây là cái mẫu mới hơn cái mẫu kia Mặc dù hai cái nó đều là mới hết Understand Cho nên là nhiều người người ta Học ở trong sách ra nhưng người ta không hiểu được hết Thì người ta kêu là Đã mới rồi mà lại còn mới hơn là làm sao Hai cái đều mới hết mà Nhưng mà actually khi mà người ta nói chữ newer What they meant is more recent Okay More recent có nghĩa là gần mới nhất Hiện hành đó Nó gọi là more recent Alright So old we have older. Okay, cái người này đã nhìn cũ rồi. Cái này cũ rồi, cái kia còn cũ hơn nữa. Okay, mặc dù hai cái đều là cũ hết. Hoặc là một người đã già rồi thì cái người khác còn già hơn cái người đó nữa. All right. And then we have rich. Rich là giàu. Okay. Rich cũng có nghĩa là béo. Okay, remember? Béo, béo không phải là béo mập, béo phì đâu, mà béo ở đây là cái taste khi cái taste khi mà mình nếm bơ hoặc là mình nếm dầu hay là mình nếm cái gì đó mà nó có cái vị béo á, mình ăn bánh hay là ăn bánh mì nó có vị béo trong đó nó gọi là rich. Ok? Rich. Béo hơn thì nó gọi là richer, giàu hơn nó cũng gọi là richer. Ok. So, làm sao mà mình biết khi nào họ dùng chữ rich nó có nghĩa là béo và khi nào họ dùng chữ rich có nghĩa là giàu? How do we know? How can we tell? Làm sao chúng ta có thể biết? Chúng ta dựa vào ngữ cảnh. Dựa vào ngữ cảnh tiếng Mỹ nó gọi là gì? We base, we use the context, right? We can tell using the context. Đó. À, nhớ cái câu này ha. Okay. We can tell using the context. Okay, how cái câu này nhá. We can tell the difference. We can tell the difference, difference using the context. Okay? We can tell the difference using the context. À uh, có nghĩa là gì? Chúng ta có thể Phân biệt được Chúng ta có thể, có thể thấy được sự khác biệt Bằng cách dùng ngữ cảnh Ok We can tell the difference Using the context And then um, Mình có chữ kế tiếp là chữ short Short Có nghĩa là ngắn Có nghĩa là lùng okay? Lùng hơn, ngắn hơn thì gọi là shorter okay? Shorter uh, Cao thì gọi là tall Cao hơn thì gọi là taller Ok Slow là chậm Chậm hơn thì gọi là slower Ok Thick Thick có nghĩa là dày Dày hơn thì gọi là thicker Ok, thicker Chữ thick Context Nghe có không? Nghe tôi đọc có không? Context Có, ok à, uh, tiết này nó còn có nghĩa là dày và đặc ok đặc thí dụ như sữa ông thọ đã hỏi bao giờ chưa sữa ông thọ thì nó làm sao nó thick ok sữa ông thọ very thick có nghĩa là nó ồ oh, nó đặc quá ok so you're gonna say ông thọ milk is very thick Ok, condensed it's condensed có right. mà chỗ này cũng bán sữa ông thọ mà Chỗ tôi ở có bán sữa ông thọ à, Nhưng mà thường thường tôi hay uống uh, sữa con bò Sữa hiệu con bò chứ không có, không có uống sữa ông thọ Ông thọ không có sữa nhưng mà Có ai coi cái uh, chương trình quảng cáo đó chưa Từ Việt Nam sang Hòa Lan Ông thọ làm quen với một cô gái Làm ra được một loại sữa dắt có đường Đó chính là sữa ông thọ ok <laughs> chưa ai chưa ai coi cái quảng cáo đó hả à, không ai coi cái đó thì lên youtube đi tìm một cái đánh đánh vô là sữa ông thọ quảng cáo cái gì tôi bịa tôi nói thiệt mà à, bà con có biết là có loại sữa đặc mà gọi là sữa à, sữa đặc cô gái Hòa lan không coi thấy cái hiệu đó chưa sữa đặc hiệu cô gái Hòa Lan Chưa thấy phải không Ai mà chưa thấy thì hỏi ông Thọ Ok Nếu mà ai chưa thấy sữa cô gái Hòa Lan Thì đi hỏi ông Thọ Ông Thọ sẽ chỉ cho Ok Ông Thọ đó làm quen với cô gái Hòa Lan Ok Sau đó ông Thọ mới lấy sữa dắt của, ông, của cô gái Hòa Lan Ông Thọ mới chế ra cái loại sữa đặc Có đường Ok <laughs> Đúng rồi, cô gái Hoa Lan thì sữa dắt Cô gái Hoa Lan dắt sữa ra Mời ông thọ uống Ông thọ chê loãng quá Ông thọ làm cho nó đặt lại Rồi ông thọ mang về bán cho dân Việt Nam uống <laughs> Ok, so Now, look at Look at the grammar help Ok Tôi nói thiệt nha Học xong cái cuốn sách này Mà tôi giảng bằng tiếng Anh mà không hiểu được á, Tôi bảo đảm là tôi phải tán từ tán trên tán dưới tán trái tán phải tán tán lộn tùng phèo tán cái mặt hất lên trời gục xuống đất luôn ok đấy right. tại vì tất qua tất cả những bài học á tôi toàn là dùng lại dùng đi dùng lại những cái từ y chang mọi người bây giờ sướng à được học xong ngữ nè mà không hiểu được nữa thì thôi tôi bái phục luôn ok cho nên khi tôi dạy xong cuốn sách này rồi mà không hiểu được những cái câu những cái từ những cái lời tiếng anh mà tôi hay dùng á À, chắc tôi phải quánh à. Uh, 159 trang mà bây giờ mình học được 66 trang rồi okay. Alright um, Cái grammar help Ok Grammar help là à, phần giúp về văn phạm The word then is often used with comparative adjectives Okay. Cái từ then thì thường thường nó được dùng với những cái tính từ để so sánh, okay? For example, thí dụ, you might say, bạn có thể nói, được không? Nè thấy học học cái kiểu của người ta này thấy không? Người ta là you might say, chứ người ta không nói là you may say, you might say, All right? Understand? À, bạn có thể nói là như thế này khi mình nói chuyện bình thường với người ta đó. You might say, you might say, uh, you might say I mean bạn có thể là bằng bạn bạn nói là tôi dữ. But I'm not. Nhưng mà tôi không. You might say I'm lazy but I'm not. You might say I'm smart but I'm not. You might say I'm I'm handsome but I'm not. Okay? I'm not handsome. I'm super handsome. Okay? Alright uh, you might say bạn có thể nói nói cái gì? Jack is taller than John. Jack is taller than John. Jack thì cao hơn là John. Jack is taller than John. A sport car is faster than a motorbike. A sports car is faster than a motorbike. Now pay attention to this sentence, okay? Cái xe là gọi là cái car, okay? xe thì gọi là cái cái car xe thể thao thì nó gọi là sports ok sports bởi vì sports nó là một tính từ alright xe mà dùng cho cái mục đích ví dụ như bạn nói là các môn chơi thể thao hoặc là nói chung là môn chơi thể thao thì lúc nào nó cũng có chữ s hết sports giống như môn toán lúc nào nó cũng nói là mathematics lúc nào nó cũng có chữ s ấy. ok Mathematics không có ai mà nói là mathematics rồi người ta dừng lại bao giờ cả hoặc là uh, người ta nói là physics right. môn uh, môn vật lý đấy right. physics lúc nào nó cũng chữ, chữ s như thế sports cũng vậy sports là thể thao nói chung là thể thao đó okay. um, thì mình sẽ nói là sports mà khi cái chữ thể thao này nó được dùng để hỗ trợ cho cái xe thì nó trở thành một adjective ok mà cái adjective này nó bổ nghĩa cho cái cái car cái car này dùng để làm gì cái car này dùng để cho mục đích là gì what is this car used for for what rồi xong rồi Rốt thật Hỏi có một câu dễ như thế mà Mồm cứ như là bị Cái cái phẹt băn tuyên nó Zip lại Cái xe này dùng cho mục đích thể thao Rốt thế mới nói Cái chữ sports nó là thể thao Xong rồi mà còn không biết trả lời Ok A sports car Là một cái car để dùng cho thể thao Yeah. A sports car is faster than a motorbike. Okay. một cái xe hơi mà thể thao đấy thì nó chạy nhanh hơn là chiếc xe gắn máy ok rồi chạy nhanh hơn người ta không cần nói là run faster người ta chỉ nói là is faster okay. is faster nó nó describe cái state of being của một cái xe nó đang chuyển động ok a sports car is faster than a motorbike alright so cho nên là mỗi lần á mình dùng cái adjective mà mình cộng er vào thì lúc nào nó cũng có chữ then đi đằng sau khi mình so sánh giữa hai người hoặc là hai sự vật, hai sự vật nó gọi là gọi là cái gì? Hai sự vật nó gọi là gì? Two things. Right? Two things. Alright, à, bây giờ mình sẽ đi qua trang số 66. Trang 66 nó nói như thế này: Use the superlative. À, bây giờ nó introduce, bây giờ nó giới thiệu cho mình biết một cái new term, một cái new term nó gọi là superlative, cái okay, superlative. Hồi nãy thì nó giới thiệu cho mình cái gì? Comparative, đúng không? Bây giờ nó giới thiệu cho mình superlative. superlative form of an adjective to compare three or more nouns Hồi nãy mình chỉ có hai thôi nhưng mà khi nào chúng ta có ba thứ đổ lên. okay three or more ba hoặc nhiều hơn mình gọi là three or more okay three or more nouns lots of superlatives and n-e-s-t ist okay that's how you pronounce it ist Ok Ví dụ bây giờ mình nhìn vào trong cái bức hình đầu tiên Chúng ta đã thấy là nó hình màu màu xám đúng không Màu xám xong rồi xám đậm hơn một tí Rồi xám đậm nhất Đấy chúng ta sẽ có màu xám tối Như thế mình gọi là dark Dark It's getting darker Ok tối hơn Darkest Cái, cái picture này là darkest Là nó tối nhất Tối Tối hơn và tối nhất Okay. And then you're gonna see a book. Okay. Mình, mình, thấy có một quyển sách này. Nó kêu là thick. Thick có nghĩa là dày, đúng không? Rồi mình thấy một quyển sách kế tiếp là thicker, là dày hơn. Và cuối cùng mình thấy một quyển sách rất là dày. Mình gọi là thickest. Okay. Thickest. See it? bây giờ chúng ta hãy nhìn vào trong cái uh, cái list của chúng ta cái list của chúng ta nó có những chữ sau đây nhé clean clean có nghĩa là sạch yeah clean là sạch cleaner là sạch hơn cleanest là sạch nhất thí dụ như uh, mình so sánh chân của ai sạch nhất oh your feet your feet are clean mine are cleaner His are cleanest. Chân của bạn sạch nhỉ? Nhưng mà chân của tôi sạch hơn. Chân của thằng đấy thì sạch nhất. Đấy. Hiểu chưa? Easy là dễ. Easier, dễ hơn. Easiest, dễ nhất. Okay. Now we have the word fat. Fat là là mập, right? Fatter là mập hơn thattest là mập nhất, okay, fat, fatter, fattest nhớ là đừng có đọc cái âm tt này là đờ đờ, đừng có đọc này như thế này, fat, fatter, 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 fattest thì nó sẽ bị sai nhé. Yeah. cái âm tt này mình đọc với lại một cái âm flap sound nó very light, very subtle, okay, nó rất là nhẹ 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 như lông gà bay trước gió, ok? fat, Thet. fatter, fattest, fat, Thet. fatter, fattest, ok? flat là phẳng này, flatter phẳng hơn này, flattest là phẳng nhất, heavy là nặng, heavier nặng hơn, heaviest nặng nhất, hot có nghĩa là nóng, hotter, hotter, ha đừng có đọc là hot, hotter, ok, mà là hot, hotter, hotter, hottest, ok, à, không phải tất cả những cái âm T đều đọc thành thành đờ đâu, à, tùy theo chữ nó được đọc thành đờ nhưng mà khi nó được đọc thành đờ thì nó thành đờ đọc nhẹ hết, Nhá khi nó được Đọc thành đờ thì nó đọc rất nhẹ Giống như cái lưỡi của mình nó búng ra thôi Chứ nó không có phải là âm đờ nhé Narrow, narrow có nghĩa là hẹp Narrow là hẹp hơn Narrowest là hẹp nhất Ok Mà em cứ đọc thi có sao không ạ à? Đọc thi thì nó sẽ trợn mắt lên Nó nhìn em như là cái, cái thằng thượng Ok Rồi... Um... Chúng ta có chữ noisy Ok, noisy Noisy là ồn, ồn ào Noisier, ồn ào hơn Noisiest, ồn ào nhất Ok Simple là đơn giản Simpler Simpler Đừng có đọc là simpler Mler. Ok Cái, cái chữ PLR này đi chung với nhau nè ha. Mình đọc chữ sim và chữ Blur okay. Simpler Simpler Còn có nghĩa là đơn giản hơn. Simplest. Simplest có nghĩa là đơn giản nhất. Ok. And then we have thin, thin là mỏng. Thinner, thinner là mỏng hơn. Thinnest là mỏng nhất. Ok. Thin nó cũng có nghĩa là gầy. Ok. Thinner và thinnest nhưng mà thường thường chữ thin này á người ta dùng cho là cái nghĩa mỏng ok, mỏng người mà gầy thì người ta không nói là she looks so thin, mà she looks so slender slender ok sometimes họ cũng nói là thin ok, nhưng mà người ta dùng cái chữ slender nhiều hơn, ok rồi, đến chữ wet wet là ướt wetter là ướt hơn một chút xíu wettest là ướt nhất ok rồi bây giờ mình nhìn thấy hình của cô gái đang đo tóc với nhau ha một ca một cô thì chấm chấm dú tóc dài chấm dú một cô thì uh, tóc dài chấm đến cái eo một cô thì tóc dài chấm đến cái uh, bắp chuối Thế. nào tóc của cô đầu tiên thì mình gọi là long thế long tóc dài đó bà kia thì dài hơn chút xíu qua dú thì kêu là longer ba này nữa dài quá đít luôn Thì gọi là longest okay long longer longest Rồi bây giờ chúng ta nha, we going um over grammar help okay grammar help you often add the before the superlative form bình thường thông thường chúng ta cộng cái chữ the trước một cái superlative form for example thí dụ you say thí dụ như bạn nói Mount Everest is the highest mountain in the world ngọn núi Everest là ngọn núi cao nhất trên thế giới okay Mount Everest is the The, okay, highest. Mình không nói là is highest mountain, but is the highest mountain in the world. Khi mà nó là cái gì nhất, mà nó chỉ có một thôi, thì nó sẽ là the, okay, the. Um, ví dụ như bây giờ người Việt có một loại người Việt thứ hai không? Hay chỉ có một loại người Việt thôi? Có hai loại người Việt hay chỉ có một loại người Việt? một thôi ok có một loại hình Việt thôi thì mình nói là the vietnamese đúng không the vietnamese right rồi bây giờ có hai loại người việt loại người việt sống ở nước ngoài và một loại người việt sống ở trong nước ok loại người việt sống ở trong nước hay đi ăn mài kiến thức của loại người việt học ở nước ngoài is that right <laughs> is that true có đúng không vậy phải có không? Đúng hay là không? Không đúng thôi tôi không dạy nữa à. Phải nói đúng thì tôi mới dạy à. Ok không có thôi không dạy nữa đó. <laughs> thôi chúng ta đến đây là ngừng ngang tại vì có người không muốn ăn mài nữa thôi. OK nhận chưa? À, không có đúng một phần phải nói đúng hết chứ không có được nói là đúng một phần. <laughs> nhận đi nhanh lên. Có phải người Việt trong nước ăn mài kiến thức của người Việt đúng không? Trả lời một câu thôi. À, đúng rồi. <laughs> Đó quá là đúng không ok so the vietnamese người nước ngoài người việt mà ở nước ngoài thì nó nói là the vietnamese overseas ok the vietnamese overseas ok còn người việt ở trong nước thì nó nói làm sao ăn mày chi thức đâu có gì đâu mà mắc cỡ mà không dám nói người việt trong nước thì gọi là gì the vietnamese in the water <laughs> Phải người Việt trong nước kêu là The Vietnamese in the water không? No The Vietnamese Người Việt trong nước thì nói làm sao đâu Ai thì, ai thì nói ai No, không phải là Vietnamese Hai người Việt khác nhau hoàn toàn đó Người Việt ở nước ngoài khác với người Việt ở trong nước đó Domestic? No The Vietnamese in Vietnam the vietnamese in vietnam. Ok? <laughs> Đó, đây, tại sao tớ hỏi cái câu này? Tớ hỏi cái câu này để cho mọi người nhận ra được một điều là gì? Người Việt khi được hỏi người Việt trong nước là cái gì thì cứ ráng làm sao mà đi tìm cái chữ gì mà dịch cho nó đúng ra người Việt trong nước thế là cái ốc của mình nó bị khựng lại và nó không nhận nó không tìm ra được cái từ nào để dịch cả bởi vì tiếng việt nó nói là anh vậy nhưng mà cái tiếng mỹ nó không có nói là người việt trong nước understand bạn có hiểu không ok đó là cái lý do tại sao mà người việt khi mà muốn nói tiếng anh mà thấy nó cứ bị ngập ngừng là như vậy đó là tại vì cứ muốn dịch sao cho nó giống y chang là cái lời của người việt bởi vì tiếng Mỹ là nó là tiếng Mỹ Mà tiếng Việt nó là tiếng Việt Nó có những cái từ ở trong tiếng Mỹ nó nói Nhưng mà nó có nghĩa ý trang vậy trong tiếng Việt đó Nhưng mà word Nhưng mà word for word Nó lại không giống Understand Ok Sấy chưa Đi ăn mài chi thức cũng có lợi lắm chứ bộ Nhận đi Được À, thông minh ra thêm đâu có gì đâu mà phải mắc cỡ <laughs> ngồi đó mà cứ đúng với lại sai rồi một phần đúng thôi <laughs> okay um, now Peter is the tallest boy in his class phải không? Peter is the tallest boy in his class Peter là thằng con trai cao nhất ở trong cái lớp của nó Okay, Peter is the tallest boy in his class. Understand? Vậy thì trong cái bài trong cái trang này nó dạy cho mình là khi chúng ta dùng superlative. Okay, superlative có nghĩa là khi nào chúng ta dùng superlative, you still remember? Còn nhớ không? Khi nào chúng ta dùng superlative form? Hmm, hmm, đờ ra hết rồi. When? Khi nào? Khi chúng ta compare three or more nouns, right? When you compare three or more nouns. Yeah. Khi chúng ta so sánh ba hay là nhiều hơn, từ, gọi là nouns. Okay? Now we we moving on. Okay? We're moving on to page 67. We're still on grammar help. Okay. Now let's see what it's saying. With adjectives that end in e, add r to form the comparative. Nó nói là gì? Nó nói là với những adjective mà nó tận cùng bằng chữ e, chúng ta chỉ cần cộng thêm chữ r vào thôi để chúng ta có thể biến nó thành comparative. Chúng ta chỉ cần add st để chúng ta tạo thành superlative form. okay? Understand? Khi nó tận cùng bằng y e rồi thì chúng ta chỉ cần bỏ R hoặc là bỏ ST vào thôi để chúng ta có thể tạo ra hơn và nhất. okay? Thí dụ như là close. Close nó tận cùng bằng y e này. Close. Closer là gần hơn. Closest. Okay uh, để ý là chữ close này nó có vừa là tượng hình mà nó có vừa là tượng trưng <laughs> nhé ví dụ như close ấy, mình ngồi gần với nhau ấy thì cũng gọi là close nhưng mà tình cảm của chúng ta gần gũi với nhau thì cũng gọi là close ok mặc dù hai đứa không có ngồi gần với nhau I'm very close to him tôi rất là gần với anh ta nhưng không nhất thiết là mình phải ngồi kế anh ta I'm sitting close to him. Có nghĩa là mình ngồi gần kế bên anh ta. Nhớ nhá, chữ close này nó vừa có nghĩa là physically, vừa có nghĩa là abstractly. Ok. Có nghĩa là vừa là tượng hình vừa là tượng trưng à. <laughs> phải không phải vừa là tượng hình vừa là tượng trưng không điều trừ tượng um. abstractly có nghĩa là mình không có rờ mỏ được ấy. rồi đấy là close và chúng ta có chữ large ok large large larger and largest ok large larger largest rồi um, nhân tiện đây tớ nói luôn cái chữ này chữ large và chữ big mọi người thấy là chữ large và chữ big mình hay xài hai chữ này không ạ hai chữ này đều có nghĩa là lớn đúng không ok thì cái chữ big ấy nó mang ý nghĩa của physical nó mang ý nghĩa của physical là về thể chất nhiều hơn vật chất nhiều hơn ok physical Ví dụ như là như thế này um, Mình thấy hai bức tượng Ok Hai bức tượng Thì một cái là big Một cái là bigger Ok Mình không có nói là Oh this This one is large And that one larger Mình không nói là như thế Mình kêu là This one is big The other one is bigger Ok Nhưng mà khi chúng ta nói về con số ấy, Chúng ta nói con số 2 Và con số 5 Thì mình sẽ nói là Số 5 là larger than number two. No, five is larger than two. Okay, five is larger than two. Chúng mình không có nói là five is bigger than two unless, unless five này is bigger than two này. Okay, thấy bạn có thấy không? 5 is bigger than 2 Can you see that? Yes or no? Ok Khi mà mình Khi mà mình nói là cái số 5 này nè Nó bự hơn cái số 2 đó đó Thì mình dùng chữ bigger Nhưng khi chúng ta nói về cái số lượng đó Thì chúng ta nói là 5 is larger than 2 I bet nobody ever told you this Có phải chưa bao giờ có ai dạy mấy bạn Cái chuyện này không? Có đúng không? Có khi nào dạy bạn chuyện này chưa à, Chỉ có Sinner mới dạy bạn thôi Vậy bạn không mau cảm ơn Sinner đi Trời ơi Cảm ơn Sinner lẹ lên <laughs> Ok đập đầu mạnh chừng nào đổ máu thôi nghe <laughs> Ok Rồi um, nhớ một điều là như vậy Cho nên như trong casual talk đó, có thể là người ta xài lẫn lộn được. Ok, nhưng mà ở đây tôi chỉ cho mọi người cái cái mà mình là gì người có học mình sẽ nói làm sao cho nó đúng. Ok. Còn ở ngoài đời đó nhiều khi người ta cũng nói lẫn, lẫn lộn không sao cả, nhưng mà mình biết được thêm thì mình mình biết nói đúng bởi vì những thầy cô nếu mà ra ngoài đường á, bà con mà thấy ai mà là những người thầy người cô hoặc là các chính trị gia đó họ nói chuyện tiếng anh không bao giờ họ nói sai văn phạm bạn nhớ nha những nhà báo report chính trị gia thầy cô giáo trên giảng đường không bao giờ họ nói sai văn phạm hoặc những businessman những cái người làm ăn không bao giờ họ nói sai văn phạm cả và họ nói rất hay và họ nói rất đúng ok chỉ có những cái đứa thất học Mỹ đen á là cái dân là nói sai văn phạm nhiều nhất. Ok, đó là những người thất học. Hoặc là những người người ta gọi là redneck. À. Bạn có biết redneck là gì không? Ai biết redneck là gì? Red là gì? Red là gì? Hôm nay mình dạy cho mọi người thêm một một một, 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 một những cái mới này nữa. Đó. Nét là gì? Nét là cái cổ. Vậy red neck là gì? Red neck là cổ đỏ. Ok. Bạn biết tại sao người ta gọi là cổ đỏ không? Ai thử đoán thử coi nào? Tại sao người ta gọi là cổ đỏ? Ai thử đoán thử coi? Người da đỏ. Ok. Good guess. Ai đoán nữa? không ai biết đoán nữa ok rồi vậy có một người ráng đoán thôi ha người tức giận oh, người tức giận thì cổ đâu có đỏ đâu người hay cãi nó gọi là gân cổ lên chứ tức giận thì mặt phải đỏ hoặc là mặt xanh đi chứ Ok vậy mình nói cho các bạn nghe nghe các bạn biết là người nông dân khi mà người ta làm đồng án á thì họ hay phải đài lưng ra phải không? Tại tiếng Việt mình gọi là đài lưng ra không? Để mà cài bừa chăm trồng trọt không? Is that true? Phải đúng vậy không? Phải không? Ok. Thì what nè Khi mà người ta cứ phải lum cung lum cung để người ta trồng trọt rồi nhổ cây làm vườn. Ánh nắng mặt trời nó mới đập vô cái cổ của người ta. Bạn để nha nai rưng ra thì nai rưng ra làm nhưng mà đài cái lưng ra có nghĩa là dơ cái lưng ra đó bạn nai lưng ra nó chỉ có nghĩa là giống như là chịu khó làm việc thì nó kêu là nai lưng ra đấy right. còn khi mình nói là đài đài có nghĩa là mình dơ nó ra mình hứng mình chịu nó ra thì mình gọi là đài cái gì mà uh, tiếng việt của tôi không có tệ đâu mà ngang giọt nước ok <cười> <cười> Ok. Ừ đúng rồi, bán mặt cho đất mà bán lưng cho trời đó. Đó, rồi người ta làm đồng như vậy, cho nên là mặt trời nó chiếu vô trong cái cổ của người ta. What happened? Khi mà bạn bị uh, bạn bị mặt trời nó chiếu vô cổ của bạn thì sao? What happened? Bị nóng. Bị gì nữa? ôi trời ơi tiếng việt mà không biết bị cháy nắng mấy ông bà mấy mẹ mấy mẹ mấy ba mấy má mấy gì bị cháy nắng ok đài lưng ra ngoài nắng thì bị cháy nắng khổ ghê thiệt tình à không biết cái từ đó à rám nắng nó khác với lại cháy nắng nghe gà con cháy nắng lâu ngày nó sẽ bị rám nắng ok còn bị cháy nắng thôi nó lại đỏ lên rám nắng nó ra màu đen ok thì khi đó đó mình bị cháy nắng mà người nước ngoài đó da người ta trắng cho nên khi mà người ta đài lưng ra ngoài ấy, thì cái cổ của người ta bị hứng ánh nắng xong nó sẽ cháy và nó ra màu đỏ cho nên nó gọi là red neck và khi người ta gọi một người là redneck có nghĩa là người ta gọi người đó là giai cấp cái giai cấp gì giai cấp nông dân có nghĩa là không có giàu có nghĩa là phải làm lụng bằng tay bằng cẳng bằng chân hiểu không là những cái người mà không có được ngồi bàn nhìn computer ok người mà phải lao động chân tay rồi phải hứng nắng như vậy đó cho nên người ta mới kêu là redneck thì những người redneck hồi nãy tôi mới nói rồi là những cái người thường thường họ không có học nhiều cho nên là họ nói sai văn phạm cho nên là nhiều khi người ta nói là nói chuyện như là redneck vậy đó ok có nghĩa là nói chuyện không có đúng văn phạm không có đúng không có một cái phong độ không có một cái phong thái của một người quý tộc ok understand các bạn có hiểu là các bạn khờ quá à? từ nãy giờ tôi đang giải thích cái tại sao cái chữ redneck nó ra như vậy chứ đâu phải người nào redneck là người ta không có học Bây giờ người ta là con của Redneck lớn lên người ta vẫn bị gọi là Redneck Hiểu không? Tại sao vậy? Bởi vì người ta bị like ba mẹ người ta Cái giọng nói của người ta y chang như vậy Khi người ta nghe vậy người ta nói Ồ cái thằng này dân Redneck đó Giống như bạn ấy Giờ bạn giàu có đi nữa mà cha mẹ bạn là Xuất xứ từ người nghèo Bây giờ bạn ngoi lên Người ta vẫn nói bạn là con cái của bần cô nông Ok? Understand? Vậy nhưng mà ngược lại Người ta lại proud of being a redneck okay? Những cái người redneck Người ta họ cảm thấy vinh hạnh Người ta cảm thấy vinh dự Được làm redneck Bởi vì sao người ta tự hào Người ta là người làm ra đồng tiền Bằng gì Bằng cái gì Bằng Sức lao động Mồ hôi và nước mắt Bằng một cái sự lao động chân chính Understand cho nên nhiều người Redneck Người ta cảm thấy tự hào Về cái việc mà người ta là Redneck Ok Rồi, Bạn có tự hào bạn là Vietnamese uh, Đi ăn mài trí uh, thức <laughs> Ăn mài kiến thức không Are you proud of yourself Being a beggar Knowledge beggar Có không Ok Không ăn cắp nó khác với ăn mài bạn ơi Bạn ăn cắp là người ta không cho mà bạn lấy Còn cái này người ta cho thì mình nhận Thì mình gọi là ăn mày chứ Cái gì mà kêu ăn cắp Ăn cắp kỳ quá Nghề nào mà bà chẳng phải bỏ sức lao động hả Thiệt không ừ? Ngồi đó mà nói nhiều là có chừng tán cho một phát à Rụng hết răng bây giờ <laughs> Ok rồi vậy đi qua cái vừa qua cái phần tớ mới chỉ cho cái cách phân biệt chữ gì và chữ gì tập trung vô đi nhanh lên không có dài dòng nữa tớ mới chỉ cho cách phân biệt chữ gì với chữ gì biết và large mai mốt bạn dạy được người khác hai chữ này chưa hả mai mốt có biết dạy cho người khác hai chữ này không biết rồi phải không Người ta hỏi ai nói mày vậy thì nói làm sao <laughs> Ai họ người ta hỏi ai ai chỉ mày vậy Thì nói làm sao Nói <laughs> ông xin nợ ông nói vậy đó Ok Ok Rồi remember okay, chữ biết Chữ biết nó cho mình cái hình tượng physical Nhiều hơn là cái chữ large Chữ large nó more abstract hơn là cái chữ big Nha yeah. Okay. Rồi, bây giờ mình nhìn vào chữ large, large, larger and largest. Okay, large, larger, largest. Rồi, mình có chữ safe là an toàn. Đấy, hoặc là an toàn. Okay, an toàn có biết chữ an toàn không? <laughs> an toàn nghe. Rồi đến chữ safer. Okay, No, tiếng đó tiếng người miền Nam đó. Safer là an toàn hơn. Okay. Rồi safest là an toàn nhất. Okay. A big house. Cái house thì oh, mới giảng xong rồi bây giờ còn hỏi cái câu này nữa. House bạn có nhìn thấy nó là physically you can touch it, right? Can you? Physically? nó hiện ra một cách vật chất cho mình sờ mó bự ra như vậy vậy thì bạn thấy là chữ big house hay là large house chữ nào nghe nó hay hơn which one big ok big house All right. nhưng mà nếu như mà mình vẽ hai bức tranh ra một căn nhà lớn một căn nhà nhỏ thì chữ nào chữ nào Ồ, oh, bị lừa nữa rồi Mình vẽ hai bức tranh ra Một căn nhà nhỏ căn nhà lớn Thì mình phải dùng chữ một cái bigger Một cái là big You remember I typed number 5 and number 2 Có nãy có nhớ tôi type cái số 5 và số 2 nhỏ xíu không Khi mà mình nhìn thấy Cái bình dáng bên ngoài như vậy đó Thì cái chữ big thường thường nó được dùng nhiều hơn ok Khi chúng ta nói về value về giá trị đó, thì thường thường cái chữ large nó được dùng ok a large ok large amount of money ok một số tiền lớn thì nó gọi là a large amount ok chứ không ai nói là big amount cả big amount nói ra người ta vẫn hiểu nhưng mà it's wrong ok Rồi đến chữ kế tiếp là chữ wide Okay, wide có nghĩa là rộng nè Rộng hơn thì gọi là wider Okay, wider Rồi rộng nhất thì gọi là widest Widest Some adjectives have only one syllable Nó nói là có những cái adjective nó chỉ có một âm mà thôi And with a consonant và nó kết thúc bằng một nguyên âm right consonant là nguyên âm and have a single vowel before the consonant và nó chỉ có một cái phụ âm ngay trước cái nguyên âm đó okay with these adjectives double the last letter before adding er cứ chữ nào mà ngay đằng trước cái nguyên âm nó có một phụ âm duy nhất thôi mình cộng nó thêm một chữ nữa thí dụ như chữ này big ngay đằng trước chữ g đó nó có chữ i đúng không chữ g nó có chữ i thì khi mình add chữ ia nó thành là bigger double g ok nhìn nhìn vào cái list đó thấy không hoặc là biggest nó double g ok rồi chữ dim nhìn vào chữ dim chữ dim mình thấy trước chữ em nó là chữ ai ai là một một gì ai is a what what is i i is a a vowel ok a vowel <cười> 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 Tát vô mặt, tát vô mặt, nhanh lên. Tát, 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 tát vô mặt. Mạnh, mạnh, mạnh lên. okay I là một vowel, okay? M là một consonant, okay? M là một consonant. Rồi, trước chữ M nó là một vowel cho nên khi mình cộng ER vào mình sẽ double cái chữ M lên, mình gọi là dimmer. Okay? Dimmer có nghĩa là tối hơn. Okay? Dimmer, dimmest, dimmest có nghĩa là tối nhất. Mad, mad là giận nóng giận. Madder là nóng giận hơn Maddest là nóng giận nhất okay. Sad Sadder Saddest okay. Buồn, buồn hơn và buồn nhất Rồi, tiếp tục Có thêm một cái rule tiếp tục nè Some adjectives have two syllables And end in Y Có những cái adjective Nó có hai âm Và nó tận cùng bằng chữ Y With these adjectives, change the y to what to i and then add er. Thì thôi bây giờ tớ nói theo cái kiểu của tớ dạy từ bữa đến giờ, ok? Đừng có nói change con mẹ gì hết ha. Drop the y. Drop có nghĩa là dục nó đi. Drop the y and add i e r hoặc là i e s. Nha, yeah. drop the y then add i e r or i e s t. Okay? chúng ta sẽ dục chữ Y đi và chúng ta cộng vào IER hoặc là IEST. Nghe. Ok. Like what? For example. For example nha. Yeah, thí dụ. Busy. Busy. Bây giờ chúng ta thấy chữ busy nó là how many uh, syllables? Busy. How many syllables are there? Two syllables, right? Hai âm. Um. Vậy thì chúng ta th thấy tầng cùng của nó Ok, Busy ends in Y Busy nó tầng cùng bằng chữ Y Cho nên chúng ta drop the Y Dục cái chữ Y đi Và chúng ta add IER in there Ok IER to it Nó thành Busier Busiest Ok, Busier Bi Busy Busier and busiest. Okay. Đọc chữ busy này làm sao cho nó hay? Đọc chữ beer và chữ z. Okay. Busy. Busy. À, tập đọc như vậy đây nha. Beer. Rồi, z. Busy. Busy. Đừng có đọc là bí gì nhá. Bí gì nghe nó rất là thượng nhé thượng gọi là thượng miên đấy ok busy busier busiest um, rồi mình đi đến chữ kế tiếp là chữ dirty ok dirty dirty có nghĩa là dơ yeah, đúng không mình drop cái y mình dục đi nè dirtier and dirtiest ok nói bẩn thiểu nói tục tằng nói bẩn thiểu như thằng uh, thằng vịt đấy uh, thì mình cũng nói là là he's talking dirty okay he's talking dirty là nó nói bẩn quá okay con vịt talks dirty very often okay là con vịt nó nói chuyện bẩn thiểu thường xuyên alright He's talking dirty. Right, he's talking dirty. Còn những cái lời nói nó bẩn thì mình là his dirty talk. Okay, his dirty talk. Rồi mình có chữ happy. Okay, happy. Happy. Happier, happiest. Pretty là đẹp, prettier là đẹp hơn. Previous là đẹp nhất Học có quá nhanh không Rồi bây giờ chúng ta qua 68 Trang 68 Còn bao nhiêu trang đấy Trời sao nhiều quá Tôi lười học Tôi lười dạy quá um, 68 ngàn 68 68 mình nhìn vào trong cái ô chữ nè nó nói nè with some adjectives you use more to make the comparative form and most to make superlative form nó nói là có những adjective chúng ta phải dùng chữ more để mà chúng ta xài cho cái comparative form và chúng ta phải dùng chữ most để chúng ta xài cho superlative form alright Ví dụ như chữ beautiful okay, Beautiful là đẹp Con chim này beautiful Con chim kia nó có cái màu trên đầu Nó gọi là more beautiful Đẹp hơn Rồi có con công nó có không những nó có cái trên đầu Mà nó còn có cái đuôi dảnh lên trên Nó gọi là most beautiful Okay, most beautiful. You see it? Okay. Thì thường thường những cái chữ những cái chữ nào mà mình sẽ dùng more hay most đa số đó là những cái chữ từ ba syllable đổ lên là thường nó được dùng như vậy. Ok. Còn những hai chữ hai syllable thì tùy chữ. Alright. Rồi thí dụ như chữ active mình không nói là activer. Ok. Mà mình nói là more active. Most active. Có nghĩa là năng động. Ok. Uh, hoặc là chữ charming có nghĩa là lối cuốn hấp dẫn more charming most charming okay who's charming do you know who is charming who is the one that you think char <laughs> that you you think charming that you know i câu trả lời sai hết who <laughs> <laughs> ok thôi câu kế tiếp nha Cheerful Có nghĩa là vui vẻ Cheerful Tươi tươi tắn More cheerful Là tươi tắn hơn Most cheerful Có nghĩa là tươi tắn nhất Comfortable okay. Comfortable Là cảm thấy dễ chịu More comfortable Dễ chịu hơn Most comfortable Dễ chịu nhất Delicious delicious. Là ngon. More delicious là ngon hơn. And most delicious là ngon nhất. Ok. Học bài đi. Không có nhiều chuyện. Không có lắng nghe gì hết. Lo nói chuyện ở bên ngoài không à. Có cần tôi gọi lên trên mai tán vô mặt không? Hả? Okay now uh, look at uh, did you know did you know bạn có biết adjectives that form their comparative and superlative with more, more and most Are uh, usually adjective with two or, or sounds Ok nó nói là bạn có biết là những cái tính từ mà thường thường nó dùng chữ more và chữ most để nó tạo ra comparative và superlative á thường, thường nó có hai âm tiết hoặc là ba âm tiết đổ lên đó. rồi xong nó thí dụ ra một đống hồi nãy mình mới đọc ok skip it ok we, we move on to the next page 69 69 họ nói ở trong cái box nè The comparative and superlative forms of some adjectives are completely different words. Nó nói là cái comparative và superlative form của vài cái adjective á, thì nó lại không theo những cái luật vừa nói mà nó hoàn toàn là những chữ hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như là good. Good là tốt. Tốt hơn thì gọi là better chứ không có gọi là gooder. Và tốt nhất thì gọi là best. Okay? good, better, best. Hoặc là little là ít, less là ít hơn, least là ít nhất. Thì có những cái chữ này mình phải hiểu, mình phải học thôi. Ok? And then we have the word bank, we have the word file, we have bad, tồi tệ, tồi tệ hơn thì gọi là worse, okay, worse, và tồi tệ nhất đọc là worst. Few là một vài Rồi ít hơn một vài thì gọi là less Less Và ít nhất thì gọi là least Many, more, most Much, more, most Many và much đều là nhiều, ok? Nó chỉ có sự khác biệt chút xíu thôi Mai mốt mình học Ok, grammar help With these adjectives, you don't add er more to form the comparative Or EST Or most to form superlative Nó nói là với Những cái adjective này Chúng ta không cần phải cộng ER Mà chúng ta cũng chẳng cần cộng more Mà chúng ta cũng không cộng EST Mà cũng không cộng most okay? Mà xài cái chữ thôi Alright Now let's look at Exercise 1 Page 70 Exercise 1 Fill in the blanks with the correct comparative and superlative forms of the following subjects. Uh, adjectives. Hãy điền vào ô trống những cái dạng thích hợp của comparative và superlative form. Okay? So again, when do we use comparative? Khi nào chúng ta sử dụng comparative? When we compare two things, okay? can, we, can, can it we one thing? can it it one thing thing? Yes or one Why yes or no why not Ví dụ, ai hỏi bạn đó, bạn Có thể đó, so sánh Có thể so sánh thứ thôi, thứ không? không? bạn trả lời là no người ta hỏi là why not làm sao lại so sánh không được câu trả lời sẽ là so sánh với bố mẹ ok ai hỏi như thế thì trả lời như thế nhé ok <laughs> um, so when do we use superlative khi nào chúng ta dựa sử dụng superlative Superlative. When we compare three or more nouns, right? When we compare three or more nouns, okay? Or when we have more than two things, okay? À, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nha cái chữ hard chữ hard bây giờ type vào đi hard harder hardest sử dụng một, chỉ cần trả lời hai chữ thôi được rồi bởi vì tớ chỉ hỏi comparative và superlative thôi hard next one cold Cold I'm very, I feel very cold. How about you? I am feel, I am feeling colder. I'm the one who feeling the coldest. Okay? Cold, colder and coldest. Soft. Your hand are so soft. My are soft. What? Your hands are so soft. My hands are softer. Her hands are softest. Okay. Now, tall. I am tall. You are taller. She is shortest. Why is she shortest call? Okay short tall taller and tallest rich 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 is richer and richest. Okay. What about funny Funny Funnier and funniest. Okay. What about fun? What about fun? Uh, uh, we don't say funner. Okay. We don't say funner. He, you, human, we have fun, right? This is fun. This is fun, right? No, this is fun. Okay, now. If I say this is fun, is it a noun? I don't think so. Okay. Vậy How do you say it? Ha 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 Không ha. It is an adjective. How do you say it? How? We don't say funner and we don't say funnest. We say this is. More fun, okay this is more fun but we don't say this is most fun we only say more fun, okay and then if you wanna say um, something that um if you want to use superlative if you have to change the word, okay, we don't say most fun, <laughs> we don't say, but we say more fun. <laughs> so keep that in mind, okay. I'm going over all the special case, so you, so you have to memorize it, okay. exception <laughs> Và nó hơi lạ Chút xíu tôi sẽ nói ra cho nghe Và your job is to memorize it Ok Việc của bạn là sao Học và nhớ nó Mai mốt không có nói là This is funner You don't say that Ok So is it correct to say this is funner No Không có ai nói là funner But we say more fun, okay? All right. Um, what about uh, big? Okay, who is big? Trong family, I big. Vui nhất thì mình nói là the most exciting. Who's big? Who's bigger? And who's biggest? And then we have sad and busy, and noisy, and we already learned all that. Okay. that coi cái uh, cái nào mới nghe. Uh, Cái mới là chữ này nè. Poisonous. Okay. Poisonous. Bây giờ mình sử dụng comparative và superlative. thì mình sử dụng sao poisonous con rắn này độc nè this snake is poisonous con rắn kia độc hơn how do you say it more poisonous ok tại sao mình biết là more poisonous tại sao mình sử dụng more sao vậy tại nó có three syllables right. and most poisonous. okay. same goes for. same goes for valuable. and difficult. and generous. okay. and harmful. did you pay attention to how i say? same goes for. same goes for. Thấy không Có nghĩa là Mấy chữ này cũng giống vậy nè Mấy chữ này cũng giống vậy nè Mà mình đâu có nói mấy chữ này giống vậy đâu Đấy right? Mình kêu là Same goes for Có nghĩa là same thing We're gonna apply the same thing to these words So I said same goes for Học đi Mai mốt nói cho nó ra Giống người Mỹ Tho một chút xíu Ok healthier. How much kêu là more healthy. Okay, we say healthier. Đó, cả câu đó, same goes for harmful. Same goes for poisonous. Same goes for valuable. Same goes for difficult. ok mừng quá hết bài rồi uh, bài Determiners để tuần sau mình học rồi okay. kia bây giờ tuần mình học uh, tuần mình học 5 ngày hơi đủ rồi nhiều khi uh, thứ bảy uh, thứ bảy thôi uh, vì tuần học 5 ngày hơi đủ rồi Ok xong rồi cái thứ bảy trả bài okay. thứ bảy uh, đi lên đây trả bài Đứa nào trả bài mà không được là phải uh, đi lên trên mic, tán vào mặt mà bà con phải nghe được cái tiếng tán á thì mới được nghe. Còn không thôi là ben hết không cho học nữa. Ai muốn uh, học hành hay cái gì đó hỏi mấy cái người học trò ở trong đây nè, họ chỉ cho, đừng có hỏi tôi. Um, đi lên trên tôi sẽ đi lên trên sky và tôi trả bài tôi bắt đầu tôi hỏi lung tung hết đủ thứ ở trên mấy cái bài mà đã học ok chữ đó dễ đọc lắm đi lên trên mạng đi tìm đánh cái chữ đó ra cho máy nó đọc cho nghe đừng hỏi tôi mệt mai mốt tôi mai mốt học xong văn phạm thì chừng nào tôi dạy đọc học đọc á, lúc đó đọc ở okay. khác tự điển em không có tiếng mỹ thì em lên đi trên cái uh, thefreedictionary. com á. nó có hai tứ tiếng luôn vừa tiếng anh vừa tiếng mỹ bấm vào trong đó cho nó đọc ok Ok rồi còn bây giờ có ai có câu hỏi gì từ cái bài học này không? Trong cái bài học thôi nghe. Vidish xem chỗ nào hả? Ai muốn coi Vidish thì hỏi cái thằng thằng vịt nè. Thằng nó dốt lắm nó, nó, mà nó biết nhiều Vidish lắm. cho em ví dụ như father và further ok ví dụ như vậy nè ví dụ nha đi xuống chăng uh, trang kế tiếp ví dụ tôi nói đi xuống trang kế tiếp tôi nói là further down ok now look at further down chứ tôi không nói là look at father down ok ví dụ đang đọc sách nè thấy không tôi kêu là nhìn xuống nhìn xuống dưới đi 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 xuống dưới thêm chút xíu nữa thì tôi sẽ nói là look further down Look further down Chứ tôi không nói là look farther down okay. Nhưng khi chúng ta so sánh khoảng cách Chúng ta sẽ nói là this This distance farther than that distance okay? Lúc đó mình sẽ dùng cái chữ farther okay? cái chữ further nó có nghĩa là xa xa tượng hơn, ok. còn cái chữ nó có vẻ giống như là nó more physical Vậy khi mình compare từ nhà cho đến trường đó, mình sử dụng chữ nào? Từ nhà tao đến trường, xa hơn từ nhà mày đến trường, thì mình dùng chữ nào? Dùng chữ father. Right. Ok. À, tao muốn đi xa hơn về cái vấn đề này với mày, thì mình dùng chữ nào? Mình sẽ dùng chữ... Further. Okay. further. okay, Oh, chờ, bây giờ đến uh, tiết mục uh, uh, bây giờ chúng ta đến chương trình em hỏi bạn trả lời. Xin ở ơi, những tính từ ngắn tận cùng là ow thì khi so sánh mình dùng như tính từ dài ạ. À. Câu này không phải là câu hỏi câu này là câu trả lời xin mời bạn đặt lại câu hỏi phải là phải không ạ à? hay cái gì tự nhiên dài ạ ạ ạ ạ cái gì bát vào mồm một cái ạ à, ạ à. không phải đổi là phải không ạ? À. Xin ơi, những tính từ ngắn nhưng tận cùng là -ew thì khi so sánh mình dùng như tính từ dài phải không ạ? À. Đấy, như thế thì nó mới hết là một cái câu hỏi. Thí dụ là uh, chữ gì đâu? vắt cái chữ đấy lên. Giống như chữ slow, ok? Slow ở trong này mình đọc mình hồi nãy mình học là chữ gì slower mình đâu có nói là more slow đâu đúng không slower slowest narrow narrower narrowest đúng không những cái này là mình phải học đấy và nhớ nhá từ nãy giờ mình thấy mình đâu có luật đâu nó chỉ đưa cho mình những cái dạng thôi thấy cái bài học này nó đâu có đưa luật ra đâu nó chỉ đưa cho dạng đúng không nó kêu là ồ khi chúng ta sử dụng tính từ nó có những cái dạng sau đây cái dạng cộng er dạng cộng uh, est dạng là phải bỏ chữ more dạng phải bỏ chữ most đấy nó chỉ cho mình như thế chứ nó đâu đưa luật nào ra đâu ngồi đấy mà bám víu ngó rời ngó đất Cái gì Làm con cười đau hết bụng Cười mà cười đau hết bụng <laughs> Đổi giọng bác rồi Hết dám hỏi Ok không có dám hỏi thôi Cảm ơn Khỏe Mấy giờ rồi à. Vậy chúng ta Chương trình của chúng ta đến đây hết nhé Ờm um... Xin uh, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới suy ráng uh, đi ăn đi uống gì đi rồi uh, uh, Tối lên đánh nhau nhé